Song Hye Kyo, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1981. Là một nữ diễn viên nổi tiếng không chỉ tại Hàn Quốc mà còn tại nhiều nước châu Á. Được xem như một Hallyu star tiêu biểu, cô bắt đầu trở nên nổi tiếng qua vai chính trong phim Trái tim mùa thu năm 2000 cùng với song. Sung Hun, một cho tất cả năm 2003. Ngôi nhà hạnh phúc năm 2004 Và mới đây nhất là bộ phim Đình Đám Ngọn Gió Đông năm ấy Cô được mệnh danh là nữ hoàng mặt mộc đẹp nhất Hàn Quốc Và từng lọt vào top những người đẹp nhất Thế giới trong 2 năm liên tiếp Cô từng có mối tình với hai nam diễn viên hàng đầu xứ Kim Chi là Lee Byung-hun và Hyun Bin Chiều cao 155 cm cân nặng, 45 kg nhóm máu. A à, gia đình, ba mẹ bạn, Kim Hoi học vấn, trung học cơ sở nữ Súp Mi Âm, trung học phổ thông nữ ươn Quang, đại học xe Yung chuyên ngành nghệ thuật, nhưng chỉ được một học kỳ vì nhà trường buộc phải cho thôi học do cô quá bận rộn đóng phim môn sơ. Nhưng theo ban giám hiệu nếu xong muốn quay lại học thì vẫn được. Phim truyền hình 2016 KBS Hậu duệ của mặt trời Đi sen đần ở Sun 2008 KBS 2 Thế giới họ đang sống Đờ Uôn Đắp Đây In 2004 KBS Ngôi nhà hạnh phúc fun House. 2004 SBS Ánh sáng tình yêu, 2003 SBS, Một trong tất cả, 2001 MBC, Người quản lý khách sạn, 2001 SBS, Thần hộ mệnh, 2000 KBS, Hose of Music Bank 2000 KBS, Trái tim mùa thu, 1999 SBS, pung Clinic. 1999 SBS, Cô dâu đáng yêu 1998 SBS, Tôi là ai, 1998 SBS, AOI Night 3.98, 3.98. 1998 SBS Hosea of Gapun Toyoi Happy Saturday 1998 SBS

Mối Tình Đầu, 1996 KBS, Thứ Bảy Hạnh Phúc Điện Ảnh Mi Ni, 2005, Hoang Gini, 2006, Make Yourself At Home, 2008, Camellia, 2010, The Grandmaster, 2010 các giải thưởng 2004 KBS. Diễn viên được yêu thích nhất 2004 KBS. Diễn viên xuất sắc 2004 KBS. Đôi diễn tốt nhất 2003 SBS. Diễn viên xuất sắc 2003 SBS. Top 10 ngôi sao 2002 CE. China Entertainment, TV, top 10 diễn viên ca sĩ châu Á 2001 SBS, SBS top 10 ngôi sao 2001 giải Bếc Sang, diễn viên được yêu thích nhất, hạng TV, 2001 giải Go Song, Hồng Kông, top ngôi sao Hàn Quốc 2000 KBS, giải diễn viên ăn ảnh 2000 KBS. Giải thưởng diễn viên xuất sắc 1998 SBS Diễn viên mới xuất sắc 1996 giải nhất MTM Model Talent Management